Lúc đó đi lên hút phân dơi nè, Dạ. hút phân dơi là cũng nhiều nhiều lần lắm rồi, cũng thấy. Rồi bữa đó nó mới lên cái vò trên đó, chút nữa nó chỉ cái bực nó lên trên đó, Dạ. nó nằm quanh một đống thôi, dữ tợn luôn. Dạ. Rồi nó kêu để hướng dưới kêu 5-6 người lên coi rồi đi còn chuyện chuyện hơn sải nè, hỏi còn nào gan không vô nắm đuôi bệnh lợi, mà chả không À, dám ông nữa. hai, ông hai, ông hai, mình lên cho Ông ông thấy hai ở đây nè, ông hai, mấy anh em thấy cho bên đây không, láng lự luôn nè, anh chảnh bằng răng chảnh cái đường ở trong nó đây thành nè, về trong đây có cái hầm láng lự luôn nè, cái láng lự luôn, đá vào đất cái đầu nó bò chả láng lự luôn nè, lên trên này nè, nhỉ. thiệt luôn á, lên đây nhìn nè, láng lự luôn, ngộ quá. Vườn cây mà ông lội lên tới trên này luôn cả nhà ơi. Mình lội nãy giờ la làng rồi hả? Không có lâu nữa, 1-2 năm nữa đổ lần cấp xa cờ rồi. Ôi kìa, bên đây kìa. Trời ơi, hai cái ngách đá rồi kìa. Rút cái trên lên. Lên. Ôi, ngách đá quá bự kìa. Ừ. Nó đây nè. Đấy nè. Là cái chỗ này hả ông hai? Ông quay mặt lại cái ông hai. Cho chụp hình. Rồi, hạ mấy máy lên. Coi, chụp bên kia coi. Ủa, bạn Giang có lên đây nữa hả ông hai? Bây giờ lấy cốt chiến sĩ chứ bảo không không bảo 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 về rừng nha. Dạ. Không chống cháy rừng. Anh Giang ơi ơi ơi. Ê, có cái phân con gì bự vậy? Con kiếp. Mình thì có một hang này được gọi là hang gì không hai? Hang giống nha. Dạ. Cái rễ là thôi bây giờ mình ở trước cửa ông hai nói là cái câu chuyện mà ngày xưa ông hai gặp ông bướm nha ông hai. Dạ. Dạ. Chứ mình vô trong thì mình cũng không nên nói gì nhiều. Mình để chiếc cửa mình nói nó chút xíu đi. Bây giờ mới tới miệng hang này. Thôi hang bốn rồi nói vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy là ngay chân chỗ cái vị trí này là ngày xưa là cách đây khoảng 10 năm là ông hai đã từng gặp ông bướm ở đây. Là ông hai có thể kể lại cái sự việc mà ngày xưa ông hai gặp như thế nào không? Dạ, lúc đó đi lên hút phân dơi nè. Dạ. Hút phân dơi là cũng nhiều nhiều lần lắm rồi. Cũng thấy. Rồi bữa đó nó mới lên cái vò trên đó, chút nữa nó chỉ cái bực nó lên trên đó, yeah. Nó nằm quanh một đống thôi, dữ tợn luôn. Yeah. Rồi nó kêu rễ hướng dưới kêu 5-6 người lên coi rồi đi còn chuyện hơn sải vậy nè, hỏi còn nào gan không vô nắm đuôi bệnh lợi, mà chả không dám, tới giờ nữa, tao đâu có thấy nữa. Dạ. Yeah. Cách đây là khoảng là 10 năm rồi. Ừ, 10 năm, mười mấy năm á. Dạ. Yeah. Lúc mà ông đi vô ông gặp ông May, ông bướm nằm như vậy đó là ông hai có sợ không? Thì tự nhiên là có sợ đâu. Dạ. Mà tự nhiên. Tại vì ông hai biết đó là không làm hại mình hay sao. Ừ. Ông này đâu tu mình, cái gì đó ơi. Dạ. Mình không mạo phạm thì sẽ không có sao hết không hai? Ừ. Chuyện khó mà. Màu gì ông hai? Nó màu con bướm á, con bướm bà. Bướm bà đen đen ấy. Xanh xanh nó đen xanh xanh á, gì đang luôn. Có màu xanh xanh luôn. Ừ, thì nó đó. Răng luôn. Xanh là xanh 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 là dương xanh, xanh đậm đậm chứ không phải xanh lá cây này. Xanh đậm xanh dương tức cái quần này nè, tức cái quần này xanh mạnh. Xanh đậm mà nó có rằn có rằn. Dạ. Yeah. Ừ. Xanh đậm có rằn. Xanh đậm có rằn có rằn. Ừ. Ghê dữ thật. Ơi bốm đập điện. Vậy là cái hang này mình nếu mà mình đi vô trỏng là mình sẽ sâu không khoảng là bao nhiêu mét? Sâu lắm à, đổ lên tới trên là đủ. Yeah. Rồi thì bây giờ từ, mình phải nói từ cả 50 mét có trên. Dạ. Đây mà đi luôn, đi luôn trống. Vậy là mình đi lên, hiện giờ đi lên là trên là đi đường này luôn ha chứ mày. Đi đường khác chứ đường khác. Dám luôn với này không? Lâm dạ. Luôn vô như giữa đây nè, thì kể cái lối ngang qua này nè, dạ. Ngang cái vụ đá qua bển là mấy chục mét rồi đó. Dạ. Rồi đó còn con chó đâu đó là nó chung lòn lòn để qua bển nè. Còn có chỗ là mình đi chung được nè. Bây giờ bít này ha. Ờ bây giờ nó còn vậy đó. Chỗ này còn bên kia còn rộng nữa. Ủa vị trí ngày xưa ông hay chung ở đâu đây hả? Ờ thì con chó nó chung đây qua bển á. Mấy chục mét giờ đội lên bít rồi. Đắt cát đội lên bít rồi. Ừ. Thì đó đó. Còn cái lỗ hang nè. Còn ở dưới đó nhìn lên cái biết là dưới đó cũng rộng lắm. Ờ còn nhưng mà ngặt cái nó nhỏ. Ừ. Bên đây á, vậy đó. Tại vì hồi xưa là đá này nó tự lớn nữa nè. Nó tự lớn nữa. Bấm cái nữa nó mới hơi cái lớn kia. Lớn mà nó chậm lớn. Bấm cái nào để cái chỗ. Rồi, mấy anh em mình chuẩn bị đèn pin ở đầu đầy đủ rồi. Rồi, đi. Đi với mình hai vô. Dạ ông hai đi trước đi ông hai. Mình sẽ đằng vô trong cái này. Ồ ở đây có nước này nè ông hai. Nước mưa. Nước mưa. Nước mưa không hai. Mấy đây hút con dơi mà còn bỏ chổi nè. À, hút con dơi. Đây nè.
nhóc hết nè. Ồ, phân dê là lý nhí đen này không hả? Ừ, phân dê đó. Ê, cái gì nhiễu vậy? Nước, nước. Thầy tự vô. Vô thăm. Ờ, có quê hương, xứ sở vậy, thăm quê hương. Đây nè, đây là phân dê không nào quý bà con cô bác. Ôi ướt nhẹp mình mẩy trơn à, nước không à. Bên cánh này nè. Đây hả? Ở bên đây cái này hả? Ờ, thay. Tuốt trên đó luôn. Nó đeo vách đá này. Ồ, dê nó đeo. Ôi rồi dê nó bay, dê chuột gì nó bay ở trên nhóc kìa. Đó nó bay đó. Đi anh em ơi. Ăn gì đâu mà giống như là trẻ ra kìa, thấy mấy cục đá đó không? Coi liêu nghiêu kìa. Dính dảnh luôn kìa. Cục đá nhỏ xíu nó dính kìa. Wow. Cái này cầm cái máy này khó à ta. Vô đi, vô đi, vô. Ê, cái mấy cục đá đắt đắt này mềm mềm là đắt quá không? Sao kẹt cái nhau đây anh hết? Chết bà sao đi đâu ta? Mình có mấy cái bị với cái ấy nào. Mình vô đó mình lên trên kia nè không hay? Ừ, vô đây qua bên đó lên trên cái hang trên nữa. Ừ, thì đi đi. Qua được không hả? Hay đây, chua. Lên đây đây chút trở xuống trở ra là đi bên kia. Đâu cần 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 cầm cái cây vậy? Trong đó hồi mình lên trên là phải đảo ra đường khác đấy các bạn. Lên đường này khó lên lắm. Dạ. Đây nè. Chú nào muốn trèo lên cái bậc này trèo nè. Dạ. Dùm nước. Đó tôi trèo lên cái bậc trên này nè. Sao? Đi không? Là ông nằm ở trên đó đó. Okay. Ở bên đó đó hả? Ừ, thì đi đến vị trí đó luôn đi. Rồi rồi cầm cầm giùm anh ơi. Nó cao á. Dạ 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 giùm anh. Bây giờ bây giờ anh vô trước đi rồi để đi cầm đầu cái tụi chú Hài thấy được không bám chắc ngang không dơ chặt dữ lắm á. Dạ. Vậy là cái tay mình cũng phải thò xuống đá luôn rồi. Ừ, bám đá đi. Ờ, mình lấy cái chỗ mình quét đi. Dạ, còn mấy cái gì quét á. Lấy cái chỗ quét. Cái nó con dơ này nó. Ồ, phải anh Kiệt chứ có chỗ không Kiệt? Nè. Để chút quét coi. Nè. Trời ơi. Nè. Được cái máy anh. Tới xíu nữa. Nước nó nhiễu vô điện thoại à. Ờ, nhiễu à. Nãy đi ngoài tôi quên tôi lấy mấy cái bọc bỏ vô đồng. Có hù luôn. Ờ, bỏ vô trong đây. Đây, mình chui qua nè. Chui, chui nhỏ xíu lên đây. Kẹt nhỏ xíu à. Thì đó đó, chút lên chút nhỏ. Rồi lên, chui đi. Bò bằng tay mới được. Cái này là ship bò bằng tay. Bỏ mấy ngàn, chắc đó. Bò bằng tay mới được. Giỏi, 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 giỏi. Đây còn tay nha. Ê, ê, để anh lui lại, để anh lui lại từ từ. Ôi gọi nè ông hai sẽ xích vô đó chút xíu một con ha. Ôi đây con bước lên kia ơi, bước lên đây cái cho trống luôn. Dạ. Vị trí dưới là đâu phải chỗ con mày không gặp không? Là mình phải đi lên. Ồ, mấy con dê nhiều dữ. Ôi ôi dê coi kìa. Dê. Ở đây là mon theo một con đường rất là nhỏ đi nha. Được không? Được không? Mình kéo đi. Ồ quá trời mấy con dê luôn rồi. Nè ngồi đây tôi đi đây. Mình đứng trong đây nước. Nước nhiễu xuống quá trời luôn rồi. Ồ. Sao hả? Lớn lẽ. Sao vậy? Tại cái tại giờ này mà cầm cái máy mới làm gì nữa. Mình đưa cho mấy ông quay giùm. Lên đi. Kìa, nhông kìa. Đi. Nè, lên chút xuống. Đá rất là cao. Trời ơi. Ừ, trên này nó dơi không à, không có yến ha, mà ừ. Bắt hai không dơi không được. Đây. Chưa được chưa, đúng theo mấy cái vách đá này nè là yến nó ở nè. Ừ. Rồi rồi ông hai con thấy bên đây là láng lừ nè ông hai. Nó, ông nhìn ông thấy rõ ràng không, nguyên cái đường láng lừ luôn rồi nhỉ. Hết rồi, hết rồi, ông hấn có cái bậc đứng mà tôi còn không có chỗ nè. Cái này đâu lên lên coi coi
nên là coi hơi đi xuống đây này. Cái đường đó đi luôn qua bản đó nguy hiểm đó. Thôi thôi nguy hiểm lắm, đi không được đâu. Thôi con thấy là đi không được đâu, nhỏ xíu à. Thì đó mà đi chứ nó ướt nhẹp à. Rộng à. Ừ nữa mà bây giờ nó ướt á. Đó, khó lắm. Cái vị trí mà ông thấy ông bướm ở đâu này? Đó đó. Ở trên đây không hai? Ừ, trên đây. Ừ. Vị trí đó không hết. Vị trí ông hai thấy là trên cái bậc sâu đó nằm trên đó. Trên này nè. Cái khoảnh đất bự lắm, bự hơn cái chỗ mình đứng đây nữa. Dạ. Ở đâu nó có một khoảnh đất bự không? Do mình leo trên đó. Nè ông hai, ông hai mình lên ông thấy ở đây nè, ông hai mấy anh em thấy cho bên đây không, láng lự luôn nè, cái đường ở trong đây nè, trong đây có cái hầm láng lự luôn nè, nè cái láng lự luôn, đá vào đất cái đầu nó bò chả láng lự luôn nè, lên trên này nhỉ, nè thiệt luôn á, lên đây nhìn nè, láng lự luôn, ngộ á. Thường thường nè, bên đây cái đồ mấy cái chỗ đá đồ bên đây đâu có láng đâu, nước nhiều quá trời luôn à. Kìa trong đó kìa, coi đi có cái đồng không, ờ bên trên xuống vậy nè, quá trời luôn, mấy con dê nó bay rồi, nó bay cưới mình luôn à, ừ. Là nó đậu theo mấy cái vách này không? Ờ nó đậu nó mới không có mình, nó đóng cục rồi, có mình rồi nó tản nó bay. Hay quá, đằng bên này nó không có đi gom phá ai chứ? Thấy không anh gọi cho? Nè thấy nè, nhưng mà ngặt cái giờ lên cái đây nè. Nè, kìa, tuốt chổng kìa, thấy không? Láng lừ thấy không? Cái đằng bên pha vô anh em thấy không? Trong đó đó. Ừ đó. Chớp rồi, bấm chớp. Ừ đó, cho đó đó. Nè này ừ, nè, thấy đó. Cái dấu ấy đó hả, dấu mòn. Láng lự luôn nè, nè nhìn kỹ coi, nó thấy không? Ừ. Láng lự luôn. Mình không hiểu là cái gì thôi, chỉ biết vậy thôi. Rồi giờ mình lên trên đó nhìn về trên cái ôi ơi nó đậu quá kìa. Quay qua đây. Chỗ ông hai gặp ông bướm nè. Ừ, lên đó thấy. Lên không được đâu, nhỏ xíu à. Lên được không ông hai? Được mà, nè mấy bực đá nè, bước lên. Bước đi. Bước đi, ông bước đi. Bước đi. Ông bước đi. Trơn á nha. Bán này chắc á. Là ở trên cái mà ừ. Phẳng phẳng đó hả ông hai? Ừ, lên bằng gan vậy. Trên đây nè. Nó bự hơn cái chỗ mình đứng này nữa nè. Bằng gan mà nó rộng luôn à. Ừ. À, ngày xưa là ông bớm là ngồi phanh tròn như chảnh. Tròn vậy đó. Dạ. À, đâu như nhiều lần lắm, ừ. Đâu có thấy cái lần. Đá, sao đá ở đây mà cái hộp lý nhí gì ngộ không hả? Ừ. Cái bề ngang nhỏ hơn cái dài nữa ông hai ơi. Hả? Bề ngang này sao nhỏ hơn cái dài nữa. Ừ. Ừ. Nhỏ lần tao lên được. Đá nè. Nhật con để ý nè Nhật. Ừ. Nè đá mà sao bám này, nhỏ xíu nè, nhỏ quắc nè. Ngộ quá. Cầm Nhật. Cầm gì? Bên này gọi đây. Ờ, có cái gãy cây kìa nè. Ừ. Gãy cây ăn xuống tới đây. Cây bướm chanh á. Ở đó gì? Cổ xuống. Dê con chừng dê á. Dơ quá trời luôn. Dơ chứ dê. Bỏ đi. Dơ dữ lắm. Bỏ đi. Nó giờ ít xíu rồi. Không lên hả? Nói chung là chỗ đó là biết mình biết ông mày là một là ông cái gì? Ông bướm. Ông bướm. Ông nằm ở đó là được rồi. Bây giờ lên thì nó dê nó bay cả. Ừ. Hai đường này hẹp quá. Ừ. Dạ, đó biết gì được ha. Biết gì được rồi. Chỗ đó đó. À. Dạ. Còn ở đây là còn đa số hang nhiều. Cây có một cái nữa là con hơi hơi kỳ bí lên cái là cái chỗ cái bên đây nè ông hai con thấy là ngộ lắm. Nó láng mà ngộ lắm. Ông hai thấy không? Cái đồ kỳ bí không? Đèn của ông hai á, đèn của ông hai gọi là sáng đó. Ừ. Bên đây. Dơ. Thôi, vậy mình đi ra đó không hai? Dạ, là ông hai lúc đó ông gặp ông bướm ông hai là lúc đó là do cái cơ duyên ông đi ngang đây ông vô hay là ông tìm một cái gì ông hai? Tại tìm phân dơi. Dạ, vô. Phân dơi nhiều lần lắm mà không thấy. Dạ. Không thấy. Thấy một ngày. Ừ. Rồi ông có gọi một số người lên coi. Có trời 4 5 người lận. Kêu dạ. Để nó chạy xuống dưới kêu ông lên để mình ở này mà nó mình nói người ta nói dốc. Dạ. Rồi lúc đó mấy người đó lên là vẫn còn thấy cái đuôi. Còn cái cỡ thước ngoài. Cái đuôi. Ủa vậy là dạ. Ông nhìn lần đầu tiên là ông biết là ông bướm luôn. Ừ thì là tao đấy tao biết rành lắm. Dạ. Rồi vậy mình xuống đi ông hai. Vậy mình vòng xuống lên trên không hai. Ừ, xuống vòng lên trên. Rồi tao biết nhiều lần nào có gặp đâu có lần đó xong gặp. Tao lên. Giờ mình đi ra. Rồi anh em mình đi rồi. Xuống nha. Xuống mới vất vả nè. Bò lên thì dễ. Được không? Tôi đi thì tôi nhỏ xíu à. Sao thấy anh đi gọn dữ trời? Ây da. Xuống sao trời? Không được rồi. Tịnh ơi. Lùi lợi, quay đứt lợi. Nè ông quay gan nãy lùi lợi. Cầm cái máy giùm em. Quay đứt lợi. Đây. Quay đứt xuống trước. Rồi. Được, khỏe mới được. Phút này quan trọng nè. Ây da, xây cái đầu không được nữa nè. Mình đi là phải quay cái chân xuống trước nha quý bà con cô bác.
quay cái ngờ lại đi đưa chân hướng đi lui giống như mình. Ôi trời ơi trời, cái đôi dép nó bị gai đâm hồi nãy còn dính. Chỗ này nó khó khăn quá cả nhà ơi. Anh Cao Hớn bây giờ chu chu cái đít bò xuống rồi. Bỏ chân được chưa? Rồi. À rồi cái tay dính phần về hết trơn luôn rồi. Nó tốt chứ có gì đâu. Đen lùi luôn rồi. À, rồi cảm ơn. Nhật được không? Chu lại, Nhật cũng quay lại luôn. Quay giống anh á. Quay lại. Ừ cái chỗ láng hồi nãy, cái đường này đi lên chỗ láng hồi nãy nè. Chỗ này nè. Thấy không? Anh nằm phía trong á. Dạ, cái tảng đá ngộ trời. Được rồi. Cái tảng đá ngộ. Nó ừ. Còn chỗ nào dính chỗ này không? Đâu đâu đâu, gọi cho. Nè. Bỏ cái chân xuống rồi bỏ chân trái qua đây. Bỏ chân trái xuống. Ừ. Cũng nhẹ nhàng mà tôi làm phấn làm ghê trời. Ông nội ơi nó cả. Thêm cái đôi dép nó đập gai nè, cái đôi dép nó dính gai hồi nãy nè, nó còn gai nó đâm đau. Tại anh Sớm anh quá nhỏ rồi. Ừ, nó bự. Ây da. Bầm dập mình mấy rồi. Nó dính phần dê từ lưa hết trơn rồi. Đâu coi con Kiệt cũng chui ra coi. Không chui lọt đâu. Dạ. Dễ mà có mình ông á. Hiện được cái lông của con chim gì đẹp quá. Đâu. Nước đây nè, mình chui vô chổng nước nhiễu quá trời luôn. Ê coi coi ông hai. Lại lại. Lại lấy con ông hai trời. Kẹp kẹp, lấy lại cái gì dính ông hai kẹp. Tự nhiên đi hết bỏ ông già ăn chổng. Dạ bước từ từ ông hai ơi. Ngoài đây nó trơn. Rồi vậy mình đi ra ngoài ha ngoài. Ừ. Hết sức cái hai cái viên đá này, cái ngách nó lên tuốt ở trên kia luôn. Trời ơi sâu thăm thẳm rồi kìa. Nó cao. Cao cao lắm. Màu xanh giống như bướm bà vậy nha. Thì nó màu xanh xanh đậm có rằng. Giống như con tươi, nó tươi hơn lá cây. Con chim cái gì nè, chim chóc cá vậy đó. Chim chóc cá vậy đó. Ừ, nó đậm. Cái màu nó tươi hơn mấy lá cây này. Ừ. Rồi bây giờ đi, xong rồi mình đi đâu nữa không ai? Qua bên đó đi lên trên hang chơi, hang trên. Cái đó là hang gì? Cũng đổ xuống này nè, cũng dạ. Tham quan chơi ha. Ừ, tham quan chơi. Dạ. Trên chỉnh nó có cái ý nghĩa. Là cái hang ở trên là thông xuống tới cái này luôn đó ha. Tới cái này luôn. Dạ. Trên chỉnh nó có cái câu chuyện gì không Hoàng? Thì có câu chuyện gì đâu. Cái ngày xưa là lính ở đó, đó. Dạ. Đó, đó. Lính ở đó ha. Ừ, lính của Thiệu quá. Dạ. Quánh trận đó, ừ, quánh chống tàn, quánh lấy này luôn, ở luôn. Rồi ông hai có lên chảnh lấy mấy cái hài cốt lên chảnh xuống nữa không? Có. Dạ, gì mình sẽ lên chảnh. Xong rồi có mấy cái à. Rồi, dây xe tự phải không? Đang đi giờ trước ha. Mấy cái à. Thấy không, dây này dây xe tự phải không? Rồi, Cao Hớn mình một cái hành trình mà đi hang ông bướm, chắc là... là cũng hơi đuối và chạy ra chốc dãy với con cô bác. À, Cao Hớn mình xin dừng clip tại đây. À, mình sẽ đi lội trên kia nữa. Mình lội tới nơi mình sẽ quay lại clip sau cho mọi người xem. À, xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip mình nha. Cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và like chia sẻ ủng hộ Cao Hớn mình. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Giờ hành trình của mình là đi lên phía trên nữa.